Theo Bộ Tài chính, ước đến hết tháng 10, cả nước đã giải ngân trên 257.000 tỷ đồng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2021, đạt 55,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Về nguyên nhân tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm được Bộ Tài chính nhận định là do dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại hầu hết các địa phương, làm cho việc cung cấp vật tư, nhất là các hàng hóa cần nhập khẩu gặp khó khăn. Ngoài ra, dịch Covid-19 cũng khiến không huy động được nhân lực cho các công trình, cũng như triển khai thi công do giãn cách xã hội tại các tỉnh, thành phố.